Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kinh tế kiệt quệ, doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp để y vay vốn. Ngày 12 tháng 3, áp tiếng Việt loan tin, hơn 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh không còn tài sản thế chấp để y vay vốn. AFA dẫn số liệu nêu trong báo cáo tháng 2 năm 2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt HUBA, cho hay hiện có tới 41% doanh nghiệp khảo sát không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn. Hù bà đưa ra nhận định tình hình vay vốn của các doanh nghiệp tại Sài Gòn vẫn rất khó khăn, dù ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho vay. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo Huba, nhiều ngành sản xuất tại thành phố này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như dệt may, da dày, sản phẩm gỗ, những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ, chủ yếu trong lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, nhựa, cao su, hóa chất, kinh doanh bị suy giảm do thiếu đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao. Theo AFA, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hiện nay hầu hết là những chi tiết rời rạc, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường xuất khẩu, trong khi doanh nghiệp ngành này chịu mức lãi suất vay cao từ 5 đến 8%. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1, Thời báo tài chính cho biết, thời điểm này lãi suất cho vay đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Ngỡ tưởng sau thời gian dài lãi suất neo ở mức cao thì hiện xuống đáy sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, dòng tiền đầu tư để phục hồi sản xuất kinh doanh vẫn là bài toán đau đầu và sức khỏe của doanh nghiệp chưa cải thiện là mấy. Bởi kinh tế suy thoái nặng nề, thị trường suy giảm sâu nên dù lãi suất ở mức thấp thì vẫn cao hơn với mức tăng trưởng của doanh nghiệp. Và đây là hình nghịch lý, ngân hàng thừa vốn nhưng doanh nghiệp dù thiếu vốn cũng không vay. Tuy nhiên cho đến lúc này, khi nền kinh tế đã suy thoái ở mức chưa từng thấy kể từ khi mở cửa nền kinh tế thì nhà nước và báo chí vẫn không nói thật cho người dân biết về nguyên nhân thực sự dẫn đến suy thoái, dẫn đến việc ngành dệt may và các ngành khác mất đơn hàng mà đầu ra mới là vấn đề than chốt quyết định sức khỏe nền kinh tế. Bởi nguyên nhân thật sự, bản chất của vấn đề nằm ở quan điểm chính trị của nhà cầm quyền. Đó là sự nhu nhược, yếu hèn của họ đó với Trung Quốc và sự tham lam vô độ dẫn đến thái độ mặc kệ của quan chức về vấn đề môi trường. Từ tháng 6 năm 2022, Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ, theo đó cấm tất cả các hàng hóa được sản xuất hoặc sử dụng nguyên liệu từ Tân Cương bởi nơi này trên danh nghĩa là khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ, nhưng thực chất lại là nơi Trung Quốc thực hiện cuộc diệt chủng nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, khi cưỡng bức họ lao động, tra tấn và hãm hiếp. Và đây là hình kim ngạch 7 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm trong năm 2023. Điều đáng nói là đa số hàng hóa Việt Nam sản xuất lại sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Tân Cương, do đó đã bị chặn không vào được Hoa Kỳ. Đó mới là lý do chính yếu cho việc mất đơn hàng. Mặt khác, vì Việt Nam chậm chạp trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh vì bị nhóm lợi ích điện than đang thao túng ngành điện và việc đàn áp các nhà hoạt động môi trường cũng góp phần quan trọng, khiến hàng hóa Việt Nam không xuất khẩu được đến các nước tri bảy và các nước phát triển khác. Một vấn đề khác khiến nền kinh tế suy giảm trầm trọng đó là sự sai lầm của chính sách khi duy trì lãi suất cao trong một thời gian dài, ngay vào thời điểm mà doanh nghiệp đã chịu quá nhiều tổn thương sau đại dịch và do mất đơn hàng. Việc này giống như một cú đấm bồi cho một võ sĩ đã bị thương, khiến họ gục ngã hoàn toàn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kinh tế kiệt quệ, doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp để vay vốn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bà Trương Mỹ Lan phản cung tại tòa, ai là người thật sự nắm giữ cổ phần SCB? Ngày 11 tháng 3, BBC Tiếng Việt cho hay, Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan phản cung về việc nắm giữ cổ phần ở ngân hàng SCB. Theo đó, trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, ngày 11 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã phủ nhận lời khai trước đó với cơ quan điều tra về việc thâu tóm ngân hàng SCB với 91,5% cổ phần nắm giữ. BBC cho biết cáo trạng và kết luận điều tra đều nêu rằng bà Lan khai nhận để nắm toàn bộ quyền lực cho phối SCB, bà đã thu mua cổ phần ba ngân hàng hợp nhất thành SCB và giờ người thân, người quen đứng tên. Và đây là hình bài trên BBC. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết trong phiên xét xử sáng ngày 11 tháng 3, bà Lan lại phản cung nói rằng chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại SCB là 91%. Bị cáo và gia đình nắm dưới 15%, 30% là cổ đông nước ngoài, khoảng 30% là nhờ bạn bè đứng tên dùm. Bản, bản tự khai có phần đúng, phần chưa chính xác, bà Lan nói. Bà lý giải, cổ phần này là của bạn bè bà nhờ đứng dùm, bà chỉ nắm 4,9% cổ phần, hai con gái 10%, bạn bè ở nước ngoài 30%, bạn bè ở Việt Nam hơn 35% trong khi đó theo cáo trạng những người đứng tên đều giải thích đứng giùm cho trương mỹ lan tiền của trương mỹ lan theo bbc về việc sáp nhập ba ngân hàng thành scb bà lan còn nói rằng bà được một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước động viên nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ bằng mọi giá phải kêu họ tiếp tục hợp nhất vì bà có tiếng nói có uy tín có lẽ người dân sẽ rất tò mò muốn biết lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã nhờ bà là ai và điều này không khó chỉ cần sạch google là biết được phần nào cũng có lẽ người dân sẽ rất tò mò muốn biết những bạn bè nhờ bà Lan tìm người đứng tên cổ phần SCB dùm là những ai. Tuy nhiên, không mấy ai hy vọng công an sẽ làm rõ điều này dù việc làm rõ là quá đơn giản. Dễ hiểu những người nắm giữ cổ phần nhưng phải giấu mặt chắc chắn phải là những ai đó ở tích trên cao. Bởi chỉ có những người đó mới đủ khả năng bảo kê cho bà Lan suốt một thời gian dài như vậy. Và chắc chắn đây không chỉ là một người. Và có lẽ đây cũng là lý do khiến Bộ Chính trị dừng cuộc điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, chỉ truy tố cán bộ ở cấp cục, vụ và không mở rộng thêm. Và đây là hình bà Trương Mỹ Lan tại tòa. Về cáo buộc đưa người thân tính vào SCB nắm giữ các chức vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải người thân tính của bà. Tất cả người ở SCB đều không phải người thân tính của tôi. Võ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc, một năm gặp tôi không được bao nhiêu lần, một tổng giám đốc SCB tại sao không dám nói sự thật, bà Lan nói. BBC cho biết thêm, ông Võ Tấn Hoàng Văn, tức cựu tổng giám đốc SCB, là người bị cáo buộc đưa hối lộ số tiền 5,2 triệu đô la cho cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn. Đồng thời, ông cũng là người tố giác hành vi nhận hối lộ của bà Nhàn. Đối với việc chi tiền cho bà Nhàn do ông Văn thực hiện, bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận mình đã chỉ đạo. Vẫn theo BBC, bà Trương Mỹ Lan bị xét xử 3 tội – tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella, bị cáo buộc về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 40 triệu đô la của bà Lan sau khi bà bị bắt. Ông là người duy nhất trong phiên tòa không bị cáo buộc là đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan. Trước tòa, ông Trí cũng thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền này. BBC cho biết thêm, với tư cách bị hại, bà Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ giữa bà và ông Trí là chị em, bạn bè và đã lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Trí. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bà Trương Mỹ Lan phản cung tại tòa, ai là người thật sự nắm giữ cổ phần SCB? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và nhấn nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới